Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa ra một cái set void các bạn. Thì bây giờ nó ra một cái set Defender, là cái set phòng thủ các bạn. Thì vật phẩm đầu tiên là cái mũ các bạn. Thì cái mũ này nó yêu cầu các bạn là phải chơi trong game được 3 giờ và các bạn phải tiêu diệt được 250 cái con quái các bạn. Thì các bạn tiêu diệt bất kỳ con nào cũng được. Nhiệm vụ thứ ba thì nó yêu cầu các bạn mở một thú bí mật, chính là Best Secret đó các bạn. Thì các bạn cứ mở cái trứng nào cũng được các bạn. Thì trong mỗi cái trứng đó nó sẽ có một con Best Secret, là con Best bí mật. Thì cái con Best đó nó không có hiện ra cho các bạn thấy, nhưng mà trong cái trứng đó vẫn có các bạn. Thì nếu mà bạn nào mà chơi bên Best Simulator X rồi đó, thì các bạn sẽ hiểu. Thì các bạn cứ mở trứng hay xui nó sẽ ra các bạn. Tỷ lệ những con Best Secret này nó rất là khó để ra nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.